Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Lan có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép bên vườn của chị Lan ha. Hàng phong tàn thông, tàn cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. Siêu ông Sài Gòn ha, cúc thơ hương rồi cô chú anh chị. Mức giá siêu đã nha. Không cả nhà rồi xem thấy cái nào gia cập đến ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn chị Lan để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào chị Lan ơi. Rồi em chào bạn ha. Em cũng chào cô chú anh chị thích mai vàng cả nước ạ. Rồi hôm nay em cũng tiếp tục tới lại kênh giao lưu cô chú anh chị mình lô siêu bông Sài Gòn nè. Cúc họ Hương này ha. Hàng chơi Tết thôi cô chú anh chị mình. Liên hệ giúp em qua số điện thoại là 037 691 031 cũng là số Zalo em luôn ạ. Rồi 037 691 0321 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số đầu tiên là mã số 50 là một cây siêu bông Sài Gòn ha. Có hoa trên cây luôn cô chú anh chị ha, đảm bảo chuẩn giống nha. Đó. Nụ thì còn quá trời luôn nha. Mọi mắt lá đều có nụ ha. Bao đặt cây luôn cô chú anh chị ơi. Nè. Lừ nụ luôn ha. Quả nêm này 23 ha. Rồi. Cao là 1m15. Tán ngang là 90. Rồi cái nệm giao lưu của chú anh chị mình giá là 1 triệu 100 ngàn ha cô chú anh chị mình. Rồi, bao ship luôn ha. Dạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 51. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị mình. À, cái này thì có cái bông gió trên cây này cô chú anh chị ha. Bông khá là to cô chú anh chị ha. Nụ quá trời nụ luôn nha. Nụ cực kỳ nhiều luôn ha. Rồi, thông số luôn nha chị. Hoành em đo điểm này là 21 nha. Rồi. Còn tịch xuống đây là 29. Cao là 1m35. Rồi. Tán ngang là được 1m05. Rồi. Rồi cái nệm giao lưu của chú anh chị mình giá là 1 triệu 300 ngàn ha. 1 triệu 300 ngàn ha. Rồi, đỡ cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 52. Dạ. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn nữa ha. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị, bao nụ luôn nha. Quá trời nụ luôn ha. Nè, nó đi cháu 3 nè cô chú anh chị ha. Đó, ngoài đợt nè, cháu 2, cháu 3 nè cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn nha chị. Hoành 23. Rồi. Cao 1m08. Tán ngang 1m. Rồi cái nệm giao lưu của chú anh chị giá là 1 triệu 100 ngàn luôn ha. Rồi 1 triệu 1, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 53. Rồi 53 cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn thôi cô chú anh chị mình. Rồi. Nụ nè. Khá nụ luôn ha cô chú anh chị mình. Rồi thông số luôn nha chị. Cây này có cái củ đẹp ha. Hoành 25. Củ nạc nó 34. Rồi. Cao 96. Ngang 1m12. Rồi cây này giá 1 triệu 200 ngàn hả cô chú anh chị mình. Rồi 1 triệu 2 bao ship ha. Rồi mà đỡ cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 54. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn hả cô chú anh chị mình. Rồi. Cái này tai cành đâu có ha. Dạng lá thì lúc gài nói chung là cũng hơi xấu ha cô chú anh chị ha. Rồi nhà vườn nói chung là lúc gài tập trung vô cái đèn nụ ha. Đó, ta đi phần đồ dưỡng nụ thôi chứ người ta không dưỡng lá ha. Phần thuốc là chủ yếu tập trung vô dưỡng nụ cho dàn nụ nó ngon ha. Rồi thông số luôn nha chị. Vành em lên điểm này 26 nha. Rồi nụ nè, vàng ôm. Cao 1m16. Nụ lên vàng ôm luôn. Lên mà mở gà ha. Rồi cái 54 này em giao lưu của chú anh chị giá là 1 triệu 100 ngàn ha. Rồi cây này cuối clip luôn ha chị. Dạ rồi cái này cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay luôn ha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Lan cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Lan trong cái clip trước cũng như clip này ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.